loại rau không nên luộc mà lâu nay ít ai để ý. Thật không ngờ, khi 6 loại rau sau đây mà mọi người vẫn thường chế biến bằng cách luộc ăn. Ngày nay theo nghiên cứu của các nhà dinh dưỡng học cho biết, các loại rau sau không nên luộc ăn vì sẽ làm thất thoát nguồn dinh dưỡng vốn có ở chúng. Với thói quen hay luộc rau chấm kèm nước mắm cho bữa cơm gia đình, tuy nhiên họ chưa biết và phân biệt được đâu là loại rau nên luộc, đâu là loại rau không nên luộc. Chia sẻ với tạp chí Sát Anh, chuyên gia dinh dưỡng Trashilet cho biết, một nửa dinh dưỡng của rau sẽ bị mất khi chúng ta luộc. Dưới đây là 6 loại rau không bao giờ nên luộc ăn. Bắp cải, loại rau không bao giờ nên luộc, bởi trong bắp cải có chứa một hàm lượng vitamin cao hơn nhiều so với các loại rau củ khác như cà rốt, khoai tây, hành tây. Theo nghiên cứu, hàm lượng vitamin A và vitamin B trong bắp cải kết hợp với nhau làm thành mạch máu bền vững hơn. Ngoài ra, nó còn chứa một số chất chống ung thư như sulforaphane và nitrocarbocarpinol. Nếu luộc rau bắp cải, hàm lượng vitamin, các chất dinh dưỡng sẽ không còn lại trên rau. Cải bó xôi hay còn gọi là rau chân vịt, loại rau không bao giờ nên luộc, bởi cải bó xôi vô cùng giàu sắt cùng vitamin C. Sắt có tác dụng làm nhân cho tế bào máu, còn vitamin C có tác dụng tăng cường hòa tan sắt trong dịch ruột, giúp sắt được hấp thụ ở hệ tiêu hóa. Nếu không muốn vitamin trong cải bó xôi bị mất thì đừng nên sử dụng phương pháp luộc để ăn. Vậy nên thay vào cách chế biến bằng xào hay hấp. Cải xoăn, loại rau không bao giờ nên luộc. Cải xoăn là một trong những loại thực phẩm lành mạnh nhất, nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật. Loại rau xanh này nên được đưa vào chế độ ăn của gia đình. Tuy nhiên, nên hạn chế sử dụng phương pháp luộc đối với loại rau này nếu không muốn mất đi các dưỡng chất chứa ở trong rau. Vậy nên thay vào cách chế biến bằng xào hay hấp. Bông cải xanh, còn gọi là súp lơ xanh, loại rau không bao giờ nên luộc. Bông cải xanh từ lâu được coi là siêu thực phẩm đối với sức khỏe của con người. Bông cải xanh có giá trị dinh dưỡng rất lớn. Nó là nguồn thực phẩm giàu chất sắt, protein, canxi, chrome, carbon hydrate, vitamin A và vitamin C. Nếu như có thói quen luộc rau này thì nên bỏ ngay vì sẽ làm mất đi lượng vitamin chứa trong rau. Thay vào đó có thể áp dụng một số cách chế biến khác như xào, nướng, hấp. Các loại đậu quả, loại rau không bao giờ nên luộc. Tương tự như bắp cải, bông cải xanh, cải xoăn, các loại đậu quả cũng chứa nhiều vitamin, dưỡng chất cần thiết có sẵn. Nếu như dùng phương pháp luộc, cũng chính là tự đánh mất đi lượng chất cần thiết có trong các loại đậu quả này mà thay luộc là xào hoặc hấp. Đậu Hà Lan, loại rau không bao giờ nên luộc. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra chymetron, một loại dinh dưỡng thực vật trong đậu Hà Lan có tác dụng chống lại bệnh ung thư. Ăn đậu Hà Lan hàng ngày có thể làm giảm đáng kể khả năng bị ung thư dạ dày. Nhiều chị em có thói quen luộc đậu Hà Lan trước khi chế biến món ăn. Thói quen này tưởng như bình thường, nhưng lại tự tay đánh mất đi những dưỡng chất vốn có trong hạt đậu. Vậy nên thay vào cách chế biến bằng xào hay hấp. Do vậy, các nhà dinh dưỡng khuyến nghị người nội trợ có thể thay thế cách chế biến 6 loại rau trên từ luộc bằng phương pháp hấp hoặc nướng. Hoặc nếu vẫn thích luộc thì nên sử dụng ít nước thôi, tận dụng nước luộc để ăn. Làm món hầm hoặc nấu súp như thế sẽ đỡ lãng phí các vitamin có trong rau. Nguyên tắc chung là rút thật ngắn thời gian nấu, giảm lượng nước dùng để nấu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ba bé trai tử vong, một bé bất tỉnh vì ăn vải vào thời điểm này. Ghi nhớ quy tắc 4 người, 2 thời điểm cần tránh. Theo người nhà các bệnh nhi, chiều ngày 8 tháng 6, cả bốn cháu đều ăn quả vải. Đến tối, các cháu có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi, nhưng gia đình chỉ nghĩ bị cảm thông thường. Đến chiều ngày 9 tháng 6, khi cháu Lý Văn Thắng, 12 tuổi, chết đột ngột và ba cháu còn lại có dấu hiệu bệnh nặng, các gia đình mới đưa đi bệnh viện huyện.
Sau đó, các cháu được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cấp cứu. Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, các bệnh nhi được xác định là viêm não. Tuy nhiên, nguyên nhân do đâu thì phải chờ kết quả xét nghiệm. Trước câu hỏi có phải các cháu bị ngộ độc vì ăn vải có phun thuốc, bác sĩ Hoàng Văn Kiền, phó khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cho hay. Qua điều tra từ phía gia đình, vải các bệnh nhi ăn đều là do gia đình tự trồng, không phun thuốc. Khi chuyển đến viện, cháu Lý Thị Mái, 9 tuổi, đã ở trong tình trạng nguy kịch, có dấu hiệu thở ngáp, mắt lờ đờ. Ngay lập tức, các bác sĩ phải cho hỗ trợ thở máy. Bệnh nhân còn lại là cháu Lý Thị Hoa, 10 tuổi, cũng nhập viện trong tình trạng nguy kịch với biểu hiện sốt, co giật. Hiện tại, hai bệnh nhân này vẫn đang điều trị tích cực, chưa có tiến triển gì, não phù nề, suy hô hấp và co giật. Chúng tôi có ý định chuyển các cháu lên tuyến trên, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, nhiều khả năng gia đình sẽ xin về nhà, bác sĩ Kiền cho biết. Bệnh nhân còn lại là Lý Văn Trường, 7 tuổi, đã dần hồi phục và hiện đang được điều trị tại khoa truyền nhiễm. Mới đây, Bệnh viện Bảo An ở Thâm Quyến, Trung Quốc đã tiếp nhận một bệnh nhân là cậu bé 7 tuổi bị ngất xỉu sau khi ăn vải. Sau khi ăn 20 quả vải, cậu bé 7 tuổi đột nhiên sùi bọt mép, ngất xỉu, mồ hôi chảy ướt đẫm. Vải là loại quả khá quen thuộc với các nước có khí hậu nhiệt đới, trong đó có Việt Nam. Quả vải mọng nước, thơm ngọt, được rất nhiều người yêu thích, thưởng thức trong hè. Mặc dù có hương vị ngon lành, nhưng loại quả này vẫn có tác động không nhỏ tới sức khỏe khi ăn quá nhiều. Sau khi trở về nhà vì đói bụng, cậu bé đã ăn liền 20 quả vải. Tuy nhiên, sau khi ăn xong, cậu bé đột nhiên sùi bọt mép, mồ hôi chảy ra, ướt đẫm và ngất xỉu. Ngay lập tức, gia đình đã đưa em tới bệnh viện. Các bác sĩ chẩn đoán cậu bé bị hạ đường huyết cấp tính do ăn vải. May mắn khi gia đình đã đưa em tới bệnh viện kịp thời nên không gây nguy hiểm tới tính mạng. Đây không phải là trường hợp đầu tiên trên thế giới phải nhập viện do ăn vải. Theo hãng tin ABC, đã từng có gần 20 năm. Tại Ấn Độ, có không ít trường hợp trẻ em đang khỏe mạnh bình thường, bỗng dưng bị co giật đột ngột và bất tỉnh. Đáng sợ hơn nữa là 1/3 trẻ em này đã tử vong sau khi lên cơn co giật, trong khi các bác sĩ không thể tìm ra được nguyên nhân vì sao. Và cuối cùng, 20 năm sau, một nhóm nhà khoa học Mỹ và Ấn Độ cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân của căn bệnh bí ẩn đã giết chết hơn 100 trẻ em mỗi năm có liên quan đến trái vải. Tại sao ăn vải lại nguy hiểm? Vải có hàm lượng đường rất cao, có khoảng 16 gram fructose trong 100 gram vải. Chính vì vậy, nên không ít người thắc mắc, lẽ ra ăn vải phải gây tăng đường huyết, tại sao lại khiến hạ đường huyết? Bác sĩ Chen đến từ Bệnh viện Bảo An cho hay, fructose cần có thời gian chuyển đổi thành glucose nhờ các enzyme trong gan, sau đó mới được hấp thụ và sử dụng. Trẻ em không có đủ dự trữ glycogen, một loại enzyme trong gan. Vì thế, nếu ăn quá nhiều vải, fructose sẽ bị tích tụ với số lượng lớn và không có thời gian để chuyển đổi. Do đó, kích thích insulin phá vỡ fructose và tạo ra quá nhiều insulin. Chính điều này đã gây ra hạ đường huyết. Tại sao ăn vải lại nguy hiểm? Trên thực tế, không phải chỉ có trẻ em ăn nhiều vải mới nguy hiểm. Những đối tượng dưới đây cũng nên hạn chế ăn vải. Người bị bệnh tiểu đường. Do vải có chứa hàm lượng đường cao nên nếu tiêu thụ quá nhiều sẽ gây ra đường trong máu cao. Nếu nồng độ đường trong máu cao thì sẽ ảnh hưởng đến việc chuyển hóa glucose. Vì thế, những người bị tiểu đường không nên ăn nhiều. Người đang bị bệnh tích nhiệt, nóng trong. Quả vải có tính nóng nên có thể khiến người bị bệnh nhiệt càng thêm trầm trọng. Ngoài ra, những người đau họng, sưng nướu, chảy máu mũi, đang bị bệnh thủy đậu, mụn nhọt, rôm sảy cũng cần hạn chế ăn vải. Phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai có thể ăn vải, nhưng chỉ nên ăn 100-200 g, vì nếu ăn nhiều sẽ khiến đường huyết tăng vọt, khó sinh, tăng nguy cơ xuất huyết, sau sinh và nhiễm trùng. Trẻ em. Trẻ nhỏ nên hạn chế ăn vải do hệ tiêu hóa còn kém. Ăn nhiều vải có thể khiến các bé bị bệnh. Hai thời điểm không nên ăn vải. Ăn khi bụng rỗng. Vải tươi có chứa nhiều đường. Khi bụng rỗng, nếu ăn vải sẽ kích thích niêm mạc dạ dày và gây đau dạ dày, đầy hơi. Ngoài ra,
Tiêu thụ quá nhiều vải trong thời gian ngắn sẽ gây ra hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, chân tay bủn rủn. Phụ nữ khi trước và trong kỳ đèn đỏ. Trong một vài ngày trước khi diễn ra chu kỳ kinh nguyệt, phụ nữ thường lo âu, trầm cảm, căng thẳng tinh thần do sự mất cân bằng hormone androgen và progesterone. Do đó, khi đang trong giai đoạn này, chị em cần hạn chế ăn nhiều vải. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ăn một quả ổi liên tục trong 3 ngày, kết quả sẽ khiến bạn bị sốt. Điều kỳ diệu gì xảy ra khi bạn ăn một quả ổi liên tục trong 3 ngày, kết quả sẽ khiến bạn bị sốt? Hiện nay, người ta chú ý nhiều hơn đến thực phẩm họ ăn và lượng calo hấp thụ vì nhiều bệnh tật xuất phát từ thói quen ăn uống không lành mạnh. Ăn gì, uống gì để khỏe mạnh luôn là câu hỏi mà nhiều người quan tâm. Có một số loại trái cây mà nếu ăn hàng ngày sẽ đem lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Ổi là một loại trái cây cực kỳ quen thuộc với người Việt Nam. Người ta thích ổi bởi vị giòn ngọt, khó quen của nó. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết hết những lợi ích của nó. Điều kỳ dị xảy ra khi bạn ăn một quả ổi trên một ngày trong vòng 3 ngày. Nó sẽ cung cấp cho bạn khối lượng lớn vitamin A, B và các khoáng chất khác. Bên cạnh đó, nó còn có nhiều tác dụng tuyệt vời với sức khỏe. Dưới đây là 10 điều kỳ diệu sẽ xảy ra nếu bạn bắt đầu ăn một quả ổi trên ngày. Hỗ trợ hệ miễn dịch. Thực tế, ổi là loại trái cây thích hợp để giúp bạn tăng cường miễn dịch. Sự ô nhiễm và chất độc chúng ta nhiễm phải hàng ngày khiến hệ miễn dịch của bạn chứa đầy các chất độc hại. Chỉ cần ăn một quả ổi, nó sẽ tăng lượng vitamin C trong cơ thể và giúp bạn có hệ miễn dịch mạnh hơn để thải loại những chất độc này. Giảm nguy cơ mắc ung thư. Các chất chống oxy hóa trong ổi sẽ giúp bạn trung hòa ảnh hưởng của các gốc tự do trong cơ thể. Chính các gốc tự do này gây ung thư. Lợi ích cho tim. Bệnh tim rất phổ biến ngày nay. Một quả ổi sẽ giúp bạn bảo vệ tim và phòng ngừa những bệnh khác. Ổi và lá ổi chứa nhiều dưỡng chất có thể giúp bạn bảo vệ tim khỏi cholesterol và triglyceride. Ổi cũng có khả năng giảm glucose huyết trong cơ thể, giúp bạn kiểm soát mức đường huyết. Tốt cho người bị tiểu đường. Ổi cực kỳ hữu ích cho việc giúp kiểm soát đường huyết của bạn. Nước ép ổi sẽ là chọn lựa hoàn hảo cho bạn. Bạn cũng có thể ăn ổi hoặc làm trà từ ổi để uống. Nó sẽ giúp bạn hấp thu chất xơ tốt hơn cũng như kiểm soát đường huyết. Tốt cho răng miệng. Ổi có khả năng chống mặn bám và ăn ổi sẽ giúp bạn loại bỏ vi khuẩn gây mặn bám trong răng. Nó cũng giúp bạn chống lại đau răng hiệu quả. Cải thiện thị lực. Để cải thiện thị lực, bạn cần vitamin A mà ổi là nguồn vitamin A tuyệt vời. Bạn giảm được nguy cơ mù lòa, đồng thời ổi cũng giúp bạn bảo vệ các tế bào võng mạc. Hỗ trợ da. Ổi giàu các chất chống oxy hóa và chúng sẽ giúp bạn đánh bay nếp nhăn và chống lão hóa da. Trị tiêu chảy. Ổi có thể giúp bạn chữa mất nước hoặc tiêu chảy một cách hiệu quả. Tăng cường chức năng tuyến giáp. Nhờ hàm lượng đồng trong ổi, nó giúp bạn cải thiện hoạt động tuyến giáp nói riêng và sức khỏe nói chung. Tăng cường chức năng não. Ổi không chỉ chứa vitamin A và C mà còn có vitamin B3 và vitamin B6. Chúng giúp hỗ trợ chức năng não, giúp bạn có trí nhớ tốt hơn. Với những lợi ích này, lần tới khi đi chợ, đừng quên mua ổi nhé. Bạn sẽ ngạc nhiên bởi những lợi ích mà chúng mang lại đấy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tỉnh vì ly nước mía mới biết sự thật kinh hoàng về loại thức uống này. Co giật,
hôn mê vì ly nước mía mới biết sự thật kinh hoàng về loại nước uống được nhiều người ưa chuộng. Thường để lâu, trên cây mía sẽ xuất hiện một loại nấm mốc. Nấm này sản sinh ra các độc tố gây nôn mửa, co giật, co thắt hoặc hôn mê. Cứ nghe nói nước mía tốt, ngăn ngừa ung thư vú, nên con em, họ em ra sức uống. Xui xao uống nhầm quán vỉa hè, làm dơ ăn bẩn, khiến nó phải cấp cứu, suýt để lại di chứng thần kinh suốt đời. Hôm đó, hai chị em đi mua sắm ít đồ sida, trên đường về có tấp vào một quán nước mía xìu sạch lề đường, bán lì khổng lồ với giá cực rẻ chỉ 5.000 đồng. Nhìn thấy cái thùng đựng nước mía rêu mốc bám đen, em hơi nhường nhường. Bấm tay con em bảo thôi đi, nhưng nó không chịu. Em nói nhỏ vào tai nó: mày thấy cái thùng đựng nước mía kinh chưa? Nó trả lời: ăn dơ sống lâu, cứ như chị ba, 7, 2, 11 ngày, hết viêm họng đến sổ mũi. Rồi nó nhất quyết làm một ly khủng. Nhìn nó uống mà em thấy sợ sợ. Đúng như em cảnh báo, vừa về đến nhà là nó bảo kê cái nhà vệ sinh luôn, hết ói rồi bị tào tháo rượt, cứ làm đi làm lại suốt một buổi chiều. Sau đó nó bị sốt và hôn mê. Trên đường đưa nó đi viện, nó làm em sợ chết khiếp khi thỉnh thoảng còn lên cơn co giật, xùi một mép. Vừa đến bệnh viện là nó được đẩy vào phòng cấp cứu ngay, còn em sau khi cung cấp thông tin cá nhân, tiền sử bệnh tật và thói quen ăn uống, ngủ nghỉ của nó thì tạm ngồi đợi bên ngoài. Qua khe cửa, em thấy nó được cắm trên người đủ thứ dây nhựa. Bác sĩ cho biết nó bị ngộ độc một loại nấm mốc cực độc trên cây mía. Thường để lâu, cây mía sẽ xuất hiện một loại nấm mốc. Nấm này sản sinh ra các độc tố gây nôn mửa, co giật, co thắt hoặc hôn mê. Độc tố này gây hại cho mọi lứa tuổi, nhưng nạn nhân phổ biến là trẻ em và người trẻ tuổi. Khi ăn phải loại nấm này, người ăn có thể tử vong hoặc bị di chứng thần kinh kéo dài. Cũng may, con em họ em được cấp cứu kịp thời, ơn trời. Đầu nó nằm viện được 3 tuần thì được về nhà. Thỉnh thoảng em cũng để ý xem nó có biểu hiện gì lạ không. Em sợ nó bị ảnh hưởng thần kinh thôi. Hôm chở nó đi qua một quán nước mía, chọc nó. Nó dậy nảy như đĩa phải vôi, bỏ đi, bỏ đi. Thực ra nước mía không có tội. Chỉ có người bán vì coi thường sức khỏe người uống, nên làm cẩu thả, không vệ sinh, máy ép thường xuyên dẫn đến đóng bụi bẩn, làm ổ cho vi khuẩn sinh sôi. Nhưng kinh khủng nhất là mía róc vỏ, nhưng không rửa, cứ để ở trong thùng từ ngày này sang ngày khác, thậm chí để nổi mốc vẫn ép bán. Thậm chí do nước mía ngọt nên nhiều ruồi, nhặn vườn vườn đậu vào ca, cốc, thậm chí rơi cả vào nước mía. Nhìn phát hải, thế nhưng không phải người bán nào cũng để ý những điều này. Hôm rồi đọc tin tức, có bài báo nói về kết quả kiểm nghiệm trong 6 tháng tại trung tâm sắc ký Hải Đăng, Mà Hải. Trong 1ml nước mía của một mẫu nước mía được kiểm nghiệm, chứa 210.000 con vi khuẩn coliform, 490.000 vi sinh vật hiếu khí, 18.000 bào tử nấm men, nấm mốc. Theo ông Huỳnh Ngọc Trưởng, trưởng phòng kiểm nghiệm vi sinh, trung tâm sắc ký Hải Đăng, các chỉ số vi sinh trong mẫu kiểm này đều cao hơn với 1.000 đến 10.000 lần so với chỉ tiêu quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm của Bộ Y tế. Qua chuyện này, em nghĩ mỗi ngày, trên nước ta có biết bao vụ ngộ độc thực phẩm, chỉ có báo chí chưa biết để thông tin thôi. Hôm em đưa con em vào viện, ít nhất có 5 ca ngộ độc thực phẩm liên quan đến cháo lòng, nước sâm, bánh mì, có dòi trong pate. Vì vậy mọi người cẩn thận khi ăn ngoài nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Màng mề gà bổ hơn đông trùng hạ thảo. Màng mề gà là vị thuốc quý trong đông y, chữa trị sỏi thận rất hiệu quả. Rất nhiều bạn trẻ thích ăn mề gà nhưng lại không biết trong mề gà còn có báu vật. Trong quá trình làm gà, bên trong mề gà có một lớp vỏ màu vàng phải lột ra, mà chính cái lớp này lại là báu vật, đừng vội vứt đi. Lớp này được gọi là màng mề gà hay kê nội kim. Người xưa đều biết rằng nó có công dụng hỗ trợ tốt cho việc tiêu hóa.
Thực ra, công dụng mà màng mề gà không chỉ đơn giản là giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa. Nó là một vị thuốc đông y, cũng là sản phẩm bảo vệ sức khỏe thường ngày rất tốt. Hơn nữa, lại có rất nhiều tác dụng mà trong mỗi nhà nên chuẩn bị sẵn. Chỉ cần nghe cái tên kê nội kim là đã biết người xưa coi trọng nó đến mức nào. Coi nó là hoàng kim, vàng trong toàn bộ cơ thể con gà. Nó thực sự không hề hổ danh với cái tên rất đẹp này. 1. Kê nội kim là thuốc đặc hiệu cho điều trị tích thực. Gà là động vật ăn tạp, nó ăn ngũ cốc, cả hạt, ăn cả con trùng. Nhưng gà không có răng, ăn cái gì cũng đều là nuốt chửng. Toàn bộ đều do dạ dày tiêu hóa. Có thể thấy bộ phận tiêu hóa của gà rất khỏe mạnh, cho nên ăn gà rất bổ cho tỳ vị. Gà có hai phần dạ dày, thứ nhất là tiền vị, thứ hai là mề. Gà không có răng nên khi ăn đá sỏi, tất cả đều được chứa ở trong dèo của gà. Thông qua quá trình cọ xát của màng mề gà và đá sỏi, cuối cùng hoàn lại là những thức ăn đã được bào nghiền rất nhỏ. Màng mề gà tiêu hóa được những thức ăn cứng, cho nên nó rất có hiệu quả cho việc điều trị chứng tích thực, thức ăn tích tụ khó tiêu. 2. Màng mề gà có thể điều tiết tất cả các vấn đề về mật. Màng mề gà còn có tác dụng lớn hơn, đó là làm tan sỏi thực. Ngay cả đá cũng có thể mài mòn, thì chắc chắn nó có công hiệu tiêu tan sỏi thận rất tốt. Giống như những bệnh nhân mắc bệnh sỏi ở mật, sỏi thận, sỏi ở bàng quang, thường xuyên ăn màng mề gà rất tốt cho việc trị liệu. Kê nội kim là vị thuốc không thể thiếu trong việc chữa trị chứng sỏi gan của đông y. Gan và mật là hai bộ phận thường chăm sóc lẫn nhau, và chỉ cần giữ có một lá gan và lá lết khỏe mạnh thì mới có điều kiện giải quyết các vấn đề về mật. Mà kê nội kim thông qua chính việc điều dưỡng gan và lá lết khỏe mạnh mới có thể cải thiện chức năng của mật. 3. Mùa xuân ăn màng mề gà bổ gan và lá lết. Thực chất người bình thường cũng có thể thi thoảng ăn một chút màng mề gà, có tác dụng tăng cường sức khỏe, tốt cho lá lết, dạ dày, điều hòa gan, còn có thể phòng ngừa sỏi thận. Màng mề gà đặc biệt hiệu quả trong việc làm mềm các vật thể, bao gồm thức ăn, sỏi thận, thậm chí cả một vài bộ phận mô cứng trong cơ thể. Ví dụ như hạch do tuyến sữa tạo nên, u bướu, xơ gan. Việc thường ăn màng mề gà có tác dụng rất tốt trong việc phòng tránh các loại bệnh nói trên. Vậy phải ăn như thế nào? Màng mề gà được mua tại tiệm thuốc đều đã được cắt nhỏ thành miếng. Nếu là do nhà tự làm thì có thể đem nghiền thành bột. Mà mề gà thực ra khó có thể nghiền nát, nó rất cứng, không thể ăn sống mà cần phải nấu cùng thức ăn để ăn với cơm. Lúc nấu cơm, bạn có thể bỏ một chút mà mề gà vào nấu cùng. Ví dụ bỏ vào nồi cháo nấu cho bữa sáng, hiện có máy xay nên sẽ thuận tiện hơn. Trong lúc xay cháo cho thêm một chút mề gà là được. Cần phải chú ý là màng mề gà không tan được trong nước mà nó sẽ chìm xuống đáy. Vì vậy, khi uống canh hay nấu cháo, cần phải múc từ dưới lên mới có thể thay nó. Với những người không có điều kiện nấu ăn ở nhà thì có thể dùng máy nghiền thuốc đông y và dùng thìa nhỏ, sau đó đựng vào bình. Mỗi ngày khi ăn cơm, lấy ra nửa thìa để ăn. Màng mề gà có tác dụng rất tốt cho gan và lá lách. Vì vậy, nếu bạn mỗi ngày không nhớ nấu đến nó thì đến mùa xuân nên chịu khó ăn một chút, vì mùa xuân là thời điểm thích hợp nhất để điều hòa gan và lá lết. 4. Chăm sóc sức khỏe cho gia đình. Ăn màng mề gà hấp trứng. Gia đình có con nhỏ trong nhà nên có màng mề gà, thường xuyên cho trẻ ăn, bổ lá lết và có tác dụng tiêu hóa tốt, giúp cho trẻ ăn. Nếu nấu canh thì thường trẻ sẽ không ăn. Có thể hấp màng mề gà với trứng, không chỉ ngon mà còn đem lại hiệu quả tốt hơn trong việc bổ lá lách. Trứng hấp rất dễ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già, trẻ nhỏ và những người dạ dày yếu. Cách hấp mề gà với trứng không khác với hấp trứng thông thường là mấy. Cách làm: 1. Đánh tan trứng, đánh càng đều càng tốt. 2. Cho vào trứng đã đánh một lượng cháo gấp đôi, thêm chút dầu vừng muối và một thìa màng mề gà. Cho nguyên liệu vào nồi, đun vừa lửa. Sau khi sôi nước, để chờ thêm 35 phút sau tắt bếp là xong. Dạ dày trẻ nhỏ còn non,
những đồ mà trẻ em ngày nay ăn thường nhiều dinh dưỡng, khó tiêu hóa. Vì vậy, điều hòa khả năng tiêu hóa cho trẻ là một bài học cần thiết của các bậc phụ huynh tiêu hóa tốt. Trẻ hấp thụ tốt mới lớn lên một cách rắn chắc, thông minh. Món ăn này cả nhà có thể cùng ăn. Trẻ em ăn thường xuyên vừa có tác dụng tốt cho tiêu hóa, vừa giảm tình trạng đái dầm. Nam giới ăn nhiều giảm mỡ gan, nữ giới ăn nhiều có tác dụng điều hòa kinh nguyệt, người già ăn nhiều có tác dụng phòng tránh đục thủy tinh thể. Màng mega giúp tiêu hóa thức ăn rất tốt, lại không hại dạ dày, thậm chí còn có tác dụng rất tốt trong việc điều hòa dạ dày, bệnh loét dạ dày. Màng mega thực sự rất tốt, không hổ danh hoàng kim. Hơn nữa, giá cả lại rất phải chân. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bèo tay, công dụng quý không ngờ, đừng ai bỏ phí. Bèo tay dù chỉ là loại cây dùng làm thức ăn cho động vật nuôi, nhưng lại có công dụng quý hiếm như một kháng sinh chống viêm và giảm đau cực kỳ hiệu quả. 1. Mô tả. Bèo tay còn gọi là bèo Nhật Bản, lộc bình, thuộc họ bèo tay. Loại bèo này được cho rằng có nguồn gốc từ Nhật Bản, nên được gọi là bèo tay, bèo Nhật Bản. Còn gọi là lộc bình do cuốn lá phình lên giống lọ lộc bình. Bèo tay là cây thảo, sống nổi ở nước hay những nơi ẩm ướt. Lá mọc thành hình hoa thị, có cuốn phồng lên thành phao nổi, trông giống như chiếc lọ lộc bình. Gan lá hình cung, hoa mọc thành chùm ở ngọn, hoa không đều, màu xanh tím. Cành hoa trên có một đốm vàng 6 nhì, 3 dài 3 ngắn, bao thượng 3 ô, đựng nhiều noãn, quả nang. 2. Chuyện về cây bèo tay trong thời kỳ kháng chiến. Bác sĩ Trang Xuân Chi đã kể lại trên tạp chí Cây Thuốc Quý câu chuyện về cây bèo tay trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Khi bác sĩ công tác ở tiểu đoàn quân y F325 đánh Mỹ ở miền Tây Khe Sanh, Bắc Quảng Trị, đã học được kinh nghiệm xử lý những vết thương nhẹ của thương binh bằng cách dùng bèo tay giã nát, trộn với muối để đắp vào vết thương, sẽ hết viêm ngay. Nhờ có bèo tay, những chỗ mừng mủ thì thu nhỏ lại, chỗ nào xương to, có mủ thì vỡ mủ ra. Nhờ có kinh nghiệm này mà các đơn vị bộ đội đã tiết kiệm được một số thuốc kháng sinh Tây y để dành cho điều trị thương bệnh binh nặng hơn. Theo chia sẻ của bác sĩ Chi, liều lượng bèo tay tùy thuộc vào nơi viêm xương trên da của bệnh nhân, nhưng phải rửa thật sạch bằng nước muối sinh lý. Khi giã nhỏ, cũng phải cho một ít muối sạch trộn vào. Giáo sư Đỗ Tất Lợi trong cuốn Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam cũng xác nhận, trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước ở miền Nam, nhân dân dùng cây bèo Nhật Bản đắp lên những nơi xương tấy, viêm loét do các chất độc hóa học gây ra có nhiều kết quả tốt. 3. Công dụng quý của bèo tay. Theo giáo sư Đỗ Tất Lợi, cây bèo tay dù được trồng phổ biến ở nước ta, nhưng chủ yếu dùng làm thức ăn cho vật nuôi, không phải để làm thuốc. Tuy nhiên, qua kinh nghiệm thực tế, người ta cũng phát hiện ra rằng loại cây này dùng để đắp bên ngoài khi bị đau, mụn nhọt, vết thương thì cũng cho kết quả rất tốt. Cách dùng là hái một nắm bèo tay rửa sạch, giã nát, thêm một ít muối trắng rồi đắp lên nơi xương tấy. Khi khô lại, thay miếng đắp khác, ngày thay 2-3 lần. Với cách chữa này, theo giáo sư Đỗ Tất Lợi, vết tấy sẽ rút rất nhanh. Nếu chưa mưng mủ thì sẽ tan, nếu đã mưng mủ rồi thì thời gian mưng mủ sẽ rút ngắn, chống vỡ hay chống trích được hơn. Theo quan điểm của các nhà khoa học, hiện nay nhân dân ta ở nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa còn rất nghèo, chưa mua nổi bảo hiểm y tế. Vì vậy, việc sử dụng các cây con thuốc nam như cây bèo tay rất có lợi, vừa ít tác dụng phụ lại không tốn tiền, dễ kiếm. Chính vì vậy, những bài thuốc như thế này nên được nghiên cứu cẩn thận và phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
Sai lầm gây hại nghiêm trọng khi ăn mồng tơi theo cách này, cần bỏ ngay kẻo hối không kịp. Mồng tơi có tác dụng tăng cường và lưu thông tân dịch trong cơ thể, cho nên ở những đối tượng hay bị khô nóng trong người, tiểu gắt, phần khô cứng khi sử dụng cũng mang lại hiệu quả tốt. Có thể nói, không chỉ đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, mồng tơi còn là loại rau tốt cho sức khỏe mà nhiều người thường ăn, đặc biệt vào mùa hè, rau mồng tơi mát thành nhiệt nên là món rau nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn rau mồng tơi. Theo các bác sĩ đông y, những người bị sỏi thận, tiêu chảy nên tránh ăn rau này. Rau mồng tơi chứa nhiều furin, một hợp chất hữu cơ, khi vào cơ thể sẽ biến thành axit uric. Hàm lượng axit uric trong cơ thể cao sẽ làm tăng nguy cơ bị sỏi thận và làm tăng nồng độ canxi oxalate trong nước tiểu, dẫn đến sỏi thận ngày càng to và trầm trọng. Dân gian thường dùng rau mồng tơi làm rau ăn cho mát, thêm tăng dịch khỏi khô háo và chống táo bón do mồng tơi có tính hàn lại nhuận tràng. Nhưng cũng tính từ đặc tính này mà người đang bị tiêu chảy, đại tiện lỏng không nên ăn. Nếu cố tình ăn phải, mồng tơi sẽ là nguyên nhân khiến cho bệnh càng thêm nặng, gây khó chịu trong dạ dày. Rau mồng tơi có chứa hàm lượng cao chất xơ. Một chén rau mồng tơi nấu chín có chứa 6 gram chất xơ. Mặc dù chất xơ rất cần thiết trong quá trình thúc đẩy tiêu hóa, tuy nhiên nếu ăn quá nhiều cùng một lúc có thể khiến dạ dày khó chịu, tiêu chảy. Mồng tơi có thể giúp nhuận tràng, điều trị táo bón. Tuy nhiên, ăn nhiều rau mồng tơi có thể dẫn tới tiêu chảy. Người có thân nhiệt thấp, đang tiểu lỏng, tiểu chảy không nên ăn nhiều mồng tơi. Bên cạnh đó, người mắc các bệnh viêm lát dạ dày, tá tràng cũng không nên lạm dụng món ăn này. Lưu ý, chú ý dấu hiệu nhận biết rau mồng tơi ngâm thuốc kích phọt gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Rau mồng tơi, lá ống, mướp là mang màu xanh thiếu ánh sáng. Ngọn vương dài là rau đã được tắm thuốc kích phọt, nên ăn cùng thực phẩm giàu vitamin C. Rau mồng tơi chứa hàm lượng cao axit oxalic, một loại chất hóa học liên kết với sắt và canxi, khiến cơ thể khó hấp thụ các chất dinh dưỡng trên. Để khắc phục vấn đề này, có thể ăn kèm các thực phẩm giàu vitamin C bằng cách kết hợp uống một ly nước cam hoặc cà chua. Vitamin C sẽ giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ canxi và sắt. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Giật mình về những nguy hại khó lường của bánh trung thu. Bánh trung thu luôn là thứ quà không thể cưỡng đối với bất cứ ai. Tuy nhiên, chính những thành phần trong bánh lại là mối lo ngại đối với nhiều người. Ăn một chiếc bánh trung thu bằng 3 bát cơm. Ghi nhận từ VTV, lại một mùa trung thu đã tới. Những chiếc bánh nướng vàng ươm, bánh dẻo trắng tinh, thơm nước mùi hoa bưởi luôn mang lại sự thích thú cho những người thưởng thức. Nhưng nếu ăn bánh trung thu quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, không phải người tiêu dùng nào cũng biết. Phần lớn chất béo trong bánh trung thu từ thịt mỡ là loại chất béo no gây nhiều tác hại. Nhân bánh trung thu thường có hương vị đặc trưng, có mỡ nên có độ béo ngậy và vị rất ngọt. Do đó, bánh cung cấp cho cơ thể nhiều năng lượng từ đường và chất béo. Vậy nên, đối với những người đang mắc bệnh béo phì hay tiểu đường thì sử dụng nhiều bánh trung thu sẽ gây hại đến sức khỏe. Chia sẻ trên Vietnamnet, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng cho biết rằng vỏ và nhân bánh trung thu chứa rất nhiều đường và chất béo. Một chiếc bánh thập cẩm loại 176g, 2 trứng, cung cấp 600-800 calo. Loại 4 trứng cung cấp gần 1.000 calo. Trong đó, lượng glucid và bột luôn chiếm trên 80%. Theo bà Lâm, lượng calo này tương đương với một bữa ăn chính, từ 600-800 calo, khoảng bằng 3 bát cơm hoặc bằng 1,5 lần bát phở bò. Dễ gây ngộ độc nếu bảo quản không tốt.
Cũng theo VTV, phần lớn chất béo trong bánh từ thịt mỡ là loại chất béo no, gây nhiều tác hại. Chất đạm trong bánh nướng khá cao, thường là đạm động vật, nên nếu bảo quản không tốt, chúng sẽ bị hỏng gây ra ngộ độc. Ngoài ra, nhiều loại bánh trung thu hiện nay thường có nhân là trứng muối, với hàm lượng cholesterol cực kỳ cao. Nếu những người bị tiểu đường, tiêu thụ nhiều sẽ khiến bệnh chuyển biến xấu. Từng loại nguyên liệu đều có nguy cơ mất an toàn thực phẩm, như thực phẩm bị ôi thiêu, thực phẩm nhiễm các loại nấm mốc, vi khuẩn gây bệnh, nhiễm hóa chất độc hại. Nếu không kiểm soát được nguyên liệu, khi chế biến không đảm bảo quy trình về vệ sinh, làm cho sản phẩm dễ bị ô nhiễm, có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm cấp tính, mãn tính, bệnh truyền qua thực phẩm và làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng. Những ai không nên ăn bánh trung thu quá nhiều? Theo người đưa tin, nếu ăn quá nhiều bánh trung thu, trẻ thừa cân, béo phì hoặc trẻ rối loạn dung nạp gluco có thể gây ra đái tháo đường. Còn đối với trẻ biếng ăn, khi ăn một miếng bánh vào lúc đói, đường huyết tăng lên sẽ làm trẻ mất cảm giác thèm ăn trong bữa chính, khiến trẻ chán ăn, gây nên suy dinh dưỡng. Các chuyên gia khuyên người tiêu dùng nên ăn. Đối với những người muốn ăn bánh mà không lo béo phì thì nên ăn bánh trung thu chừng mực hoặc cắt bớt cơm đi. Chính bởi lý do này, bạn nên có kế hoạch ăn bánh trung thu điều độ và khoa học để tránh béo phì và gây hại cho sức khỏe. Các chuyên gia cũng lưu ý, vì bánh trung thu chứa quá nhiều đường và chất béo, nên sau khi ăn bánh trung thu, bạn nên đi bộ. Đi bộ sẽ giúp tiêu hao bớt năng lượng dư thừa. Ngoài ra, bạn nên ăn bánh trung thu cùng với trà xanh. Điều này sẽ giúp việc tiêu hóa, phân giải chất béo tốt hơn do chứa axit acetic. Đối với những người hấp thu tốt, khi thưởng thức bánh trung thu, bạn có thể giảm ăn cơm. Hay khi ăn bánh, bạn phải kết hợp vận động nhiều. Điều này giúp hỗ trợ cho quá trình bài tiết và có lợi cho sức khỏe. Các chuyên gia cũng đặc biệt lưu ý, khi chọn lựa bánh trung thu cho gia đình, như chọn sản phẩm có nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ tên các cơ sở sản xuất, địa chỉ, hướng dẫn sử dụng và bảo quản, thành phần bánh, ngày sản xuất và thời hạn sử dụng. Người tiêu dùng cũng nên lựa chọn bánh không bị dập nát, bao bì không bị rách, không có màu sắc khác thường hay có mùi lạ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đừng nghĩ quả bơ tốt mà ăn cực lực. 7 tác dụng phụ đáng sợ đây các mẹ ạ. Bơ vốn được tôn thờ là loại quả vàng cho sức khỏe. Nếu ai đó không biết ăn bơ thì đó là một sự thiệt thòi lớn. Nhưng những người ăn bơ tùy tiện còn có thể chịu hậu quả lớn hơn. Điều sẽ xảy ra với cơ thể bạn khi bạn ăn quá nhiều quả bơ. Gây tổn thương gan. Trong quả bơ chứa nhiều collagen. Collagen là một chất có tác dụng tái tạo da, giúp đẩy lùi sự lão hóa rất tốt. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều quả bơ, cholesterol có thể không được tiêu hóa hết, tích tụ trong gan và gây tổn hại cho gan. Giảm cholesterol có lợi. Bơ có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, hàm lượng beta-sitosterol trong bơ sẽ hấp thụ các cholesterol có lợi, gây hại cho sức khỏe, gây kích ứng đường tiêu hóa. Nếu bạn tiêu thụ bơ với số lượng lớn, bụng bạn sẽ có cảm giác khó chịu, lâu tiêu vì bơ chứa lượng dinh dưỡng rất lớn, nhiều calo, gây tăng cân. Nếu bạn quyết định thêm bơ vào chế độ ăn của mình thì hãy chắc chắn cắt giảm lượng calo ở các món ăn khác. Sở dĩ phải làm như vậy là bởi vì hàm lượng calo trong quả bơ khá cao, nên nếu ăn nhiều có thể khiến bạn nạp nhiều calo cho cơ thể, gây tăng cân. Gây dị ứng. Một số người có cơ địa nhạy cảm sẽ dễ bị dị ứng với quả bơ. Nếu thấy các dấu hiệu như chóng mặt, mẩn ngứa, buồn nôn, khi ăn quả bơ thì bạn đã nằm trong số đó và cần chú ý để tránh loại quả này trong chế độ ăn của mình. Ảnh hưởng đến tác dụng của một số loại thuốc. Quả bơ có tác dụng kháng viêm, nhưng nó đồng thời cũng ảnh hưởng đến hiệu quả khi uống một số loại thuốc. Nếu bạn đang uống thuốc làm loãng máu,
hãy hỏi ý kiến bác sĩ khi muốn ăn bơ, vì quả bơ có thể làm loại thuốc này mất tác dụng. Phụ nữ mang thai và cho con bú nên cẩn trọng. Phụ nữ mang thai, ăn bơ có thể giảm lượng sữa và gây tổn thương đến tuyến vú. Trong khi đó, bà mẹ đang cho con bú nếu ăn quá nhiều bơ. Nên lượng bơ thế nào là tốt nhất? Trung bình, quả bơ chứa khoảng 25 loại vitamin và khoáng chất tự nhiên tốt cho sức khỏe. Một khẩu phần ăn 100g bơ cung cấp 26% vitamin K, 20% folate, 14% vitamin B5, 13% vitamin B6, 17% vitamin C, 14% kali và 10% vitamin E mà cơ thể cần. Quy tắc ăn nhiều mà chúng ta đều đã biết là thứ gì ăn nhiều cũng đều khiến cơ thể dư thừa chất đó và không có lợi cho sức khỏe. Quả bơ cũng vậy. Theo một nghiên cứu về tác dụng của trái bơ do các chuyên gia Mexico thực hiện, để phát huy tốt đa tác dụng của trái bơ, trong một ngày bạn chỉ nên dùng khoảng 2 thìa cà phê, tương đương với 1/6 quả bơ, thế là đủ. Bởi lẽ, với mỗi thìa cà phê trái bơ, cơ thể bạn cũng đã cung cấp 5g chất béo và 55 đơn vị calo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.